bầu cử Mỹ 2024, ông Trump đang được chúa bảo vệ. Không có sách lược nào hướng dẫn cách đối phó với một nỗ lực ám sát khác nhằm vào ứng cử viên tổng thống của một đảng lớn trong vòng vài tuần trước cuộc bầu cử. Tuy nhiên, đó là tình hình mà các chiến dịch đối thủ đang phải đối mặt sau những gì có vẻ là nỗ lực thứ hai nhằm hạ bệ ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump trong diễn biến mới nhất của mùa bầu cử chính trị, đang thách thức tiền lệ và làm nổi bật sự phân cực sâu sắc của quốc gia hai lần trong vòng hai tháng nước mỹ đã tránh được thảm kịch chứng kiến một nhân vật chính trị quan trọng bị ám sát trong mùa bầu cử và những tác động tiêu cực mà sự phẫn nộ như vậy có thể gây ra ở một đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc bởi các đảng phái với những sự cố như vậy xảy ra cho thấy tình trạng bạo lực ngầm đang là bóng đen liên tục trở nên trầm trọng hơn do sự dễ dàng tiếp cận vũ khí cả hai ứng cử viên hiện đang phát biểu trước đám đông ngoài trời từ phía sau màn hình chống đạn giờ đây sẽ có những mối lo ngại mới rằng một giai đoạn rông bão kéo dài đến ngày bầu cử có thể đưa đất nước đi xa hơn vào con đường đen tối sau nhiều thập kỷ không có vụ ám sát nào nhằm vào một quan chức cấp cao của nhánh hành pháp một thực tế ám ảnh đã được tái hiện trong năm nay những người ứng cử chức vụ cao nhất có khả năng sẽ phải đánh đổi mạng sống của mình ông trump là bất khả chiến bại phó tổng thống kamala harris và người bạn đồng hành của bà thống đốc Minnesota Tim Walz và tổng thống Joe Biden đều nhanh chóng bày tỏ sự nhẹ nhõm khi một người bị tình nghi có kế hoạch nhắm vào ông Trump tại một trong những sân golf của ông ở Florida đã được phát hiện trước khi anh ta có thể thực hiện cú đánh và cựu tổng thống đã an toàn. Bà Harris cho biết đã được thông báo về vụ việc và đã viết trên mạng xã hội. Tôi mừng là ông ấy an toàn. Bạo lực không có chỗ ở nước Mỹ có thể thô lỗ khi xem xét những hậu quả ngay sau một nỗ lực ám sát rõ ràng, nhưng mọi thứ ở Mỹ đều bị chính trị hóa chỉ trong vài phút, đặc biệt là khi chỉ còn 50 ngày nữa là đến cuộc bầu cử. Ông Trump, người chỉ vài giây sau khi sống sót trong vụ ám sát đầu tiên, gần hơn nhiều ở Butler, Pennsylvania vào ngày 13 tháng 7, đã đứng dậy và hô vang "chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu", nhanh chóng công bố một email gây quỹ vào chiều chủ nhật vừa rồi với nội dung: "Tôi an toàn và khỏe mạnh." Không gì có thể làm tôi chậm lại, tôi sẽ không bao giờ đầu hàng, ông Trump viết trong email có liên kết đến một trang web cho phép những người ủng hộ quyên góp. Và một trong những đồng minh hàng đầu của cựu tổng thống, dân biểu New York Elise Stefanik đã đưa ra một tuyên bố nhắc lại ý tưởng ông Trump được Chúa quan phòng cứu thoát. Đây là chủ đề thường xuyên tại đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa. Chủ tịch hội nghị của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho rằng, sau những gì xảy ra, đất nước hiện có nhiệm vụ bầu ông Trump, rất may Chúa vẫn tiếp tục theo dõi tổng thống Trump, là người Mỹ, chúng ta phải đoàn kết ủng hộ ông vào tháng 11 để bảo vệ nền cộng hòa của chúng ta và mang lại hòa bình cho thế giới, bà nói, chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, sau khi đến thăm cựu tổng thống tại khu nhà nghỉ dưỡng Mark A Lago của ông cũng cho rằng ông Trump đã được hưởng lợi từ sự can thiệp của thần thánh và đã đưa vào câu chuyện rằng ông Trump là bất khả chiến bại, không có nhà lãnh đạo nào trong lịch sử Hoa Kỳ phải chịu nhiều cuộc tấn công hơn và vẫn mạnh mẽ, kiên cường như vậy, ông ấy là bất khả chiến bại. Cảm giác ông Trump được Chúa bảo vệ đã thúc đẩy cảm giác của những người ủng hộ ông tại đại hội Milwaukee rằng ông đã được định sẵn là người chiến thắng. Tuy nhiên, những giả định như vậy đã bị dập tắt khi Tổng thống Biden gác lại nỗ lực tái tranh cử của mình, cho phép bà Harris nhảy vào và thay đổi cuộc thi. Thêm nghi vấn về lỗ hồng an ninh Mỹ. Người đàn ông đã bị bắt giữ trong vụ ám sát bất thành, đã bị mật vụ phát hiện trước cựu tổng thống vài lỗ tại câu lạc bộ golf quốc tế Trump ở West Palm Beach, Florida. Stefanik hỏi làm sao một sát thủ lại được phép tiếp cận gần tổng thống Trump như vậy một lần nữa. Bà viết, vẫn chưa có câu trả lời cho vụ ám sát kinh hoàng ở Pennsylvania và chúng tôi hy vọng sẽ có lời giải thích rõ ràng về những gì đã xảy ra hôm nay ở Florida việc đảng viên Cộng hòa New York đặt câu hỏi về cơ quan mật vụ có thể báo trước cuộc tranh luận trong những ngày tới về mức độ bảo vệ cựu Tổng thống, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra ở Portland. Ông Trump đã ám chỉ mà không có bằng chứng rằng chính quyền Tổng thống Biden và bà Harris đã đồng lõa trong vụ ám sát ở Pennsylvania vì ông ta tuyên bố họ đã sử dụng bộ tư pháp để chống lại ông ta nhưng tất cả các vấn đề hình sự của ông Trump đều được tiến hành thông qua lệnh thông thường tại tòa án và không có bằng chứng nào cho thấy nhà trắng có liên quan theo bất kỳ cách nào. Nỗ lực ám sát rõ ràng thứ hai diễn ra trong bối cảnh của một chiến dịch hỗn loạn đã thách thức các quy ước và dự đoán. Lần đầu tiên kể từ năm 1968, một tổng thống đương nhiệm đã kết thúc chiến dịch tranh cử của mình trong vòng vài tháng sau cuộc bầu cử. Miễn cưỡng nhường chỗ cho phó tổng thống của mình, người có cơ hội trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên và là tổng tư lệnh Nam Á, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa là một tội phạm bị kết án, người đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc hình sự về nỗ lực chưa từng có của mình để duy trì quyền lực sau khi thua cuộc bầu cử trước. Nếu trở lại Nhà Trắng, ông Trump sẽ là tổng thống thứ hai thua cuộc tái tranh cử để giành được nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp. Những hành động của cựu tổng thống trong những ngày tới sẽ được theo dõi chặt chẽ sau vụ ám sát đầu tiên cựu tổng thống đã kêu gọi đất nước đoàn kết nhưng lời cam kết đoàn kết của ông không kéo dài được lâu hơn một phần ba đầu tiên của bài phát biểu tại đại hội toàn quốc của đảng cộng hòa mà đã thoái hóa thành sự chia rẽ đặc trưng mà ông đã xây dựng sự nghiệp chính trị của mình Ông Trump cũng đã nhiều lần phớt lờ lời khuyên của những người Cộng hòa cấp cao và nhóm vận động tranh cử của ông về việc bám sát và lật luận sắc bén, xúc tích chống lại bà Harris. Họ muốn ông tập trung vào vai trò của bà trong chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Biden vào thời điểm nhiều cử tri vẫn đang vật lộn với giá cả cao, mặc dù tỷ lệ lạm phát đã giảm. Vì vậy, ngay cả khi các trợ lý của ông khuyên ông đổi mới chủ đề đoàn kết quốc gia, thì cũng không có gì đảm bảo ông Trump sẽ lắng nghe hoặc cân nhắc vì lợi ích chính trị của mình. Một nỗ lực rõ ràng khác nhằm vào mạng sống của ông có thể có một số tác động cá nhân đối với cựu Tổng thống. Trong những ngày sau khi suýt chết hoặc bị thương nghiêm trọng ở Pennsylvania, khi một viên đạn sượt qua tay, ông Trump có vẻ đã được gian đề. Nhưng kể từ đó, ông đã trở lại với bản chất hung hăng của mình. Và nếu có thì lời lẽ của ông thậm chí còn cực đoan hơn Gần đây, ông đã cảnh báo các đối thủ chính trị của mình rằng ông sẽ dùng luật pháp chống lại họ hoặc giam giữ họ nếu ông coi cuộc bầu cử là gian lận và ông đã tăng gấp đôi những tuyên bố vô căn cứ của mình rằng cuộc bầu cử gần đây nhất đã bị đánh cắp. Ngay sau sự cố hôm chủ nhật, trọng tâm của hầu hết những người phản đối ông Trump là duy trì sự bình tĩnh trong thời điểm bất ổn. Không thể có lý do chính đáng nào trong một nền dân chủ để cố gắng làm im lặng bất kỳ nhân vật chính trị nào bằng bạo lực. Tuy nhiên, đồng thời, trong những ngày tới sẽ có cuộc tranh luận về mức độ mà cựu tổng thống, một nhân vật gây kích động đặc biệt, đã góp phần làm bùng nổ sự chia rẽ quốc gia. Ví dụ, vào đầu tuần này, cựu tổng thống và người bạn đồng hành của ông, thượng nghị sĩ Ohio J. Vance đã làm gia tăng căng thẳng chính trị. Cả hai đảng viên Cộng hòa đều nhấn mạnh những tuyên bố vô căn cứ rằng người tị nạn Haiti ở Springfield, Ohio đã ăn trộm và ăn thịt thú cưng. Những người phản đối ông Trump đã cảnh báo rằng sự kích động phân biệt chủng tộc liên tục của ông đang gây nguy hiểm cho tính mạng con người. Trong một cuộc phỏng vấn gây tranh cãi trên chương trình State of the Union của CNN vào Chủ nhật, ông Vance khẳng định rằng những tuyên bố về người di cư Haiti, những người đang ở Hoa Kỳ hợp pháp, đã được xác định bởi các khiếu nại từ một số cử tri của ông và thay vì lùi bước trước câu chuyện bất chấp lời khai từ nhiều quan chức địa phương rằng tin đồn không có thật, ông Vance tức giận lên án những gợi ý rằng các mối đe dọa đánh bom gần đây đối với thành phố có liên quan gì đến ông và ông Trump sau khi leo thang các khiếu nại. Ông nói với Dana Bass, thị trấn này đang phải chịu đựng khủng khiếp dưới vấn đề này theo các chính sách của bà Kamala Harris, nhưng thống đốc đảng Cộng hòa Mike DeWine. Khi được hỏi trên ABC vào chủ nhật rằng liệu ông có thấy bất kỳ bằng chứng nào về tin đồn ăn thịt thú cưng hay không, đã trả lời, "Không, hoàn toàn không." Thống đốc Ohio nói thêm rằng những người di cư Haiti, những người mà ông Trump đã đe dọa trục xuất về Venezuela vào thứ Sáu đang ở trong nước một cách hợp pháp. Trong những trường hợp bình thường một nỗ lực ám sát rõ ràng nhằm vào một ứng cử viên tổng thống có thể được kỳ vọng sẽ tạo ra một làn sóng đồng cảm có thể chuyển thành một sự thúc đẩy chính trị nhưng sự cố suýt xảy ra gần đây nhất đối với ông trump xảy ra vào thời điểm cuộc đua với bà harris đang diễn ra rất căng thẳng trong khi cả hai ứng cử viên đang tranh giành có lẽ là vài trăm nghìn cử tri có thể di chuyển ở các tiểu bang giao động thì không rõ còn bao nhiêu chỗ cho nhận thức thay đổi về ông trump người đã là một nhân vật gây chia rẽ kể từ khi ông ra mắt chiến dịch toàn quốc đầu tiên vào năm 2015. Cựu Tổng thống chắc chắn sẽ sử dụng các sự kiện mới nhất để củng cố tuyên bố vào căn cứ của mình rằng ông là nạn nhân của sự đàn áp nhằm ngăn ông nắm quyền. Nhưng vẫn còn quá sớm để nói liệu nỗ lực ám sát thứ hai có tác động chính trị lớn hơn lần đầu tiên hay không. Cuối cùng, cử tri sẽ phải là người giải quyết mùa vận động tranh cử khó lường và nguy hiểm này.